Em Minh Quang Tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Trong buổi trưa đầu tuần ngày hôm nay thì em Hương lại tiếp tục công việc báo giá trực tiếp này, công việc thường nhật hàng ngày nhé. Hải Dương thì hôm nay rất là mưa lắng luôn. Bác nào đang ở trong buổi báo giá này đang quan tâm mẫu xe nào có thể kết nối trực tiếp qua Zalo cho em được không ạ? Em chào anh Nguyễn Văn Trinh này. Kết nối Zalo cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn nhé. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em, giá chỉ từ 58 triệu là có xe ô tô đi rồi. Anh Nguyễn Văn Trinh ơi, thả tim, thả like và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Em Hương sẽ ghim luôn số hotline ở đây nhé. Liên hệ cho em qua số hotline 0354602790 ạ. Em Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn nhé. Chào ông Quốc Huy này. Chào anh Giai Trương Nguyễn ạ. Cô chủ xinh đẹp chào cô chủ xinh đẹp buổi trưa. Em cảm ơn anh Trinh nhé. Thả tim, thả like và chia sẻ nhiệt tình lên cho em ạ. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em, giá chỉ từ 58 triệu thôi. Ngày hôm nay em về thêm La City CDX đời 2010, số tự động đẹp, full option, full đèn nét luôn, mà giá chỉ có 265 triệu thôi. Em chào anh Giang Nguyễn Tuấn Anh ạ. Em đã ghim số hotline ở đây rồi để tiện cho các bác nhà mình có thể chốt đơn dễ dàng hơn. Số điện thoại em ghim luôn rồi các bác nhé. Và đừng tiếc những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Chia sẻ cho em Lê Hương lên các trang cá nhân và hội nhóm nhé. Chào người đẹp Lê Hương ha. Cảm ơn anh Giang Trương Nguyễn ạ. Trương Nguyễn này, chào bác Nguyễn Hạnh nào. Thả tim, thả like nhiệt tình lên cho em nào. Chị gái Khánh Huyền ơi, em có Fortuner 2011 số sàn chị nhé. 7 chỗ ngồi, máy dầu 211, 535 triệu, hồ sơ em sẽ lo cho mình. Fiat số tự động 208 hay 210 em không có nhé, không có ạ. Tự động nó phải rơi vào tầm 214, 215, 216 thì đi nó mới ổn định được anh ạ. Chào anh Giang Nguyễn Thọ nào. Chị Khánh Huyền nhá, em có Fortuner 2011 số sàn, máy dầu, động cơ trang bị 2.7 ạ, 2.0 ạ. Em đang chờ bán là 535 triệu. Bán tải Ford thì em tạm hết rồi, hôm trước có 2 chiếc bán tải Ford thì em chốt hết rồi anh ơi. Bán tải em có Isuzu D-Max máy dầu 2 cầu số tự động 535 triệu. Bán tải BT50 thì em cũng có này, máy dầu 1 cầu 2015 458 triệu và bán tải Chi Tông nhé. Con chào cậu Thiết Đồng ạ, chào bác Tuấn Cao, chào Hoàng Hải ạ. Em Hương xin phép được quay sang cam sau để đi báo giá buổi báo giá trực tiếp ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay em Hương lại về thêm một chiếc xe Fortuner này. Về thêm một chiếc xe nữa mang tên Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao. Sáng nay em có khách nên em lại chưa quay được video. Chị Huyền ơi, em mới chụp ảnh thôi. Chị ơi, để chị cứ nhắn qua Zalo một chấm cho em nhá. Tí nó hiện lên thì em ấy nhá. Fortuner em có 2011, máy dầu, số sàn 2011, 535 triệu ạ. Xem đi, ok em cho xem luôn Fortuner đầu tiên chị Khánh Huyền nhá. Tại vì em biết chị là cũng chị gái Trang, Thượng Đặng Thu Trang ơi, thả tim cho em nào. Fortuner bản G đây, biển 89, nước sơn màu đen đẹp nhá. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi, giá chào bán là 535 triệu. Đầu biển là 89 ạ, em mới chụp ảnh thôi. Sáng nay em có khách bận quá nên là em lại chưa quay video được rồi. Fortuner đời 2011 em đang chào bán với giá là 535 triệu. Xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, có đèn gầm đầy đủ ạ. Các bác nhà mình ơi, bác Hiếu Chiến ơi, chị gái Đặng Thu Trang, bác Đỗ Lợi, bác Đông Văn Hùng ơi, thả tim, thả like và đừng quên những lượt chia sẻ mới cho em ạ. Fortuner 2011 số sàn 535 triệu, bao hồ sơ và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Tối ngày hôm qua thì em có nhận cọc một chiếc xe, phun tiền một chiếc xe Hyundai Accent rồi. Hyundai Accent 2011 màu bạc, xe công vụ em bán rồi. Morning màu xanh cũng bán rồi. Vừa rồi lại nhận cọc thêm một chiếc xe i10 2014 nhá, giá chỉ có 200 thôi. Còn bác nào muốn cọc, muốn chốt xe như nào cứ để lại số điện thoại em tư vấn nhá. Rất là nhiều mẫu xe luôn ạ. Anh Giai Đấu đi bắt xe rồi. Chị ơi, anh Giai Đấu nhận được tin bà con ở trên Hà Nội bán xe nên là anh Đấu đi bắt xe rồi chị nhá. Chia sẻ mạnh mẽ lên nào cho em chị gái Đặng Thu Trang ơi. Chị Huyền ơi, một chút nữa em sẽ gửi cho chị nhá. Em sẽ gửi hình ảnh cho chị nhá. Tại vì em chưa quay video bận quá, chưa quay được rồi. Chào bác Hải Trần này. Fortuner 535 triệu số sàn, một cầu máy dầu 2011, động cơ trang bị 2.0. Em đang chào bán chiếc xe Fortuner này với giá là 535 triệu. Một trong những cái dòng xe các bác nào mà đã từng đi Fortuner thì không muốn đổi dòng khác đâu ạ. Morning 200 triệu số tự động có không em? Ôi cớ, em có một dàn luôn. Nếu về lối Morning tự động thì em không có một dàn luôn.
không chỉ là 200 triệu đâu mà 145 triệu cũng có Morning đi rồi. Đây các bác này, chiếc xe này thì em Hương dừng giao dịch vào Hà Lam rồi nhá, biển 17/2014. Chiếc xe Y10/2014 em nhận giao dịch về Hà Lam rồi. Cảm ơn chị gái Đặng Thu Trang ạ. Kia Morning số tự động tầm 200 triệu. Hiện tại em Hương đang có 10 chiếc luôn. Phải là 10 chiếc luôn ạ. Kia Morning đời 2005 và đăng ký lăn bánh lần đầu là 2007. Em Hương đang chào bán chiếc xe Kia Morning với giá là 159 triệu. Số tự động đẹp, bản nhập nhá. Bản nhập có sấy sẩy ghế đầy đủ cho em ạ. Màn hình cảm ứng có rồi. Củ số thẳng này. Kia Morning 159 triệu bao hồ sơ cho các bác nhà mình. Mà theo em thấy những cái dòng này các bác cứ để vậy công chứng đi là ok, đỡ mất thêm chi phí nhá. Chào bác Nonona này. Chị anh ơi, em thấy em kết bạn Zalo mà không thấy anh trả lời nhỉ. Anh Hiếu Chiến ơi, để lại số điện thoại cho em nhá. Đây ạ, Kia Morning 2005 đăng ký 2007, giá chỉ có 159 triệu thôi. Động cơ trang bị 1.0, bản nhập số tự động nhé. Táp ly, táp lô hay nội thất sơn xi đều đẹp luôn. Đều đẹp luôn. Bác nào đang quan tâm thì cứ để lại số điện thoại em tư vấn cho ạ. Anh mua cho vợ, đúng rồi anh ơi, tầm này mua cho vợ là hợp lý ạ. Tầm 200 triệu quay đầu thì anh có thể mua Kia Morning này. Hoặc cố lên một chút nữa thì mua CDX nhé. À, hôm nay em còn mới về thêm một chiếc xe CDX, nó cực kỳ đẹp luôn. Na Setti CDX đời 2010. Ô đâu rồi? Rất là nhiều xe đẹp luôn anh ạ. Ok, em chào anh Hà Tùng nhá. Morning em nhiều lắm ạ, tầm 200 thì em nhiều lắm. Màu xanh có, màu đen có, màu bạc có luôn. Giá chỉ từ 200 triệu thôi ạ. Anh Nguyễn Chiến ơi, để lại số điện thoại em gửi hình ảnh video chi tiết cho anh nhá. Hôm nay nhiều xe quá, cứ đi long quăng không biết nói xe nào bây giờ. Đây ạ, một chiếc xe là 8 chỗ ngồi. Một chiếc xe Innova đời 2012, máy số zin, sơn zin, nội thất đẹp. Và em đang chào bán chiếc xe Innova 8 chỗ ngồi, xe gia đình nhá. Không qua một ngày taxi dịch vụ nào. 348 triệu cho siêu phẩm Innova 2012 đây ạ. Innova 2012, máy số zin, xe gia đình chính chủ bán lại cho em Hương nhá. 348 triệu đời 2012, máy số zin đẹp. Các bác chỉ cần nhìn vô lăng này, nhìn vô lăng này gầm bệ sáng như gương. Thật sự em này quá là đẹp luôn. Trần nỉ zin, ba hàng điều hòa tướng, ba hàng ghế này, màn hình Android cảm ứng này, cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm. Mà ăn cơm chưa? Em cứ phải 1 giờ khi nào xuống live mới là được giờ ăn cơm nhá. Chưa livestream phục vụ bà con thì chưa được ăn cơm đâu ạ. Không chốt được xe là không ăn cơm luôn. Innova 2012, máy số zin, xe gia đình đây ạ. Em đang chờ bán với giá là 348 triệu bao hồ sơ. Cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến nhá, bao test hãng toàn quốc luôn. Em chưa mua vội. Ok, chưa có mục đích mua xe thì có thể ủng hộ em bằng những lượt tinh thần nhá. Những lượt tinh thần thả tim thả like cho em ạ. Kia Cerato, Cerato em có luôn anh nhá. Kia Cerato em có, đang có 2 chiếc Cerato phiên bản hatchback full kịch. À, trước khi quay Cerato thì em sẽ quay luôn một chiếc xe Kia K3 được không ạ? Kia K3 đời 2014, số tự động đẹp. Em đang chào bán với giá là 448 triệu cho một siêu phẩm Kia K3. Cerato chỉ trên 300 triệu thôi. Nhưng Kia K3 đời 2014 em Hương mới về đây. Số tự động đẹp full option. Ghế da zin, màn hình Android cảm ứng này. Điều hòa auto. Đề lộ khởi hành start top vô lăng, tích hợp phím bấm nghe gọi, hỗ trợ gậy số thể thao trên vô lăng, có nhớ ga tự động cruise control. Và không thể thiếu đó chính là cửa sổ trời nhé. Kia K3 với động cơ trang bị 2.0 em đang chào bán với giá là 448 triệu. 448 triệu là phí đã bao gồm hồ sơ. Bác nào đến xem xe em có thể bớt thêm cho các bác nhà mình nhé. Antis 2017 em tạm hết, em có 2010 thôi. Anh Trường Lê Mao ơi, để lại số điện thoại em tư vấn nào. Và cùng em xem buổi báo giá ngày hôm nay nhé. Cerato em có màu đỏ và màu bạc, 212 full kịch và 211 full kịch ạ. Để lại số điện thoại nào. Em chào chị gái Kim Cúc nhá. Chị gái Kim Cúc chính là chủ nhân của chiếc video hôm qua em đăng lấy ạ. Chị gái Kim Cúc đã ủng hộ em Lê Hương chiếc xe Hyundai Accent 2011 về làm dâu Kim Thành rồi. À, sáng nay em cho đi công chứng rồi chị ạ. Nếu mà chiều nay có sớm thì em gửi sớm, không thì ngày mai em gửi cho chị luôn chị nhá. Công chứng Hải Dương chắc thì tầm 2-3 ngày là có thôi. Kia K3 2014, số tự động đẹp, 448 triệu. Chào anh Giai Ngọc Tân, chào bác Phùng Vũ này, chào bác Nguyễn Trường. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào.
chia sẻ để em Hương có thể tiếp cận được với nhiều khách hàng này, nhiều khách hàng biết được đến cơ sở bán xe uy tín này, rất là nhiều mẫu mã đa dạng về hình thức, về chất lượng, về giá tiền em có luôn. Kia Morning ở đây thì em còn có một em màu xanh này, Kia Morning màu xanh đời 2009, động cơ trang bị 1.0, số tự động đẹp. À em này là 2010 rồi. Mua xe chỗ em Hương cứ là yên tâm, phải như thế chị nhờ. Chị em mình nó phải là như thế, những feedback thân thực nhất từ khách hàng thân yêu của em. Hôm nay anh Giai Huế điện cho em là Hương ơi, khả năng anh phải mua thêm chiếc xe i10 của Hương nữa. Mua một chiếc mà em trai anh cứ đòi để mua lại. Hương tìm cho anh chiếc xe i10 là đẹp ngon ngon để gửi cho anh nhớ. Hiện tại em Hương rất là nhiều i10. i10 2018 màu trắng bản thì 1.2 em với về. Khả năng em lại ship vào Huế đến nơi rồi các bác ơi, bác nào quan tâm i10 không ạ? Vios ạ. Chào cô bé, em chào anh Giai, mất niềm tin nào, thả mạnh tim lên, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Em chào bác Nguyễn Việt này. Vios 2020 em có một chiếc bản G số tự động màu vàng cát là 550 triệu. Xe vừa đi vừa bán nên là cái giá nó cũng hơi hơi cứng một chút nhá. 550 triệu có Vios 2020 bản G đây ạ. Còn bác nào vừa rồi, bác Nguyễn Chiến này vừa rồi quan tâm về Morning thì 228 triệu Morning nhập khẩu số tự động với củ số rích rắc, điều hòa mát lạnh, màn hình Android, có sấy sưởi ghế, hai ghế trước này và có cam mà có gì nhờ, có la răng hoa mai ra thể thao dạng mới nhá. 228 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình ạ. Anh Trấn Thành ơi, i10 có i10 luôn nhá. Anh ơi, Senato đợi em một chút nhá. Senato hơi xa một chút ạ. Mazda 3 2016 2017. Mazda 3 2017 phanh tay điện tử, hai chế độ lái màu đỏ được không anh? 535 triệu. Ngày hôm nay thì em Hương có i10 CX5M8 hết, anh Quang Hào ơi, CX5 bán rồi. i10 đời 20 đời 2018 một chủ nhá. 2018 bản 1.2 nhá. Em đang chào bán với giá là 299 triệu. Anh Nguyễn Quý Tông ơi, nếu như anh quan tâm về i10 2015 2016 thì anh cố lên một chút nữa thôi. Tầm mấy chục triệu, 20-30 triệu nữa thôi, lên hẳn 2018 đi. Em có màu bạc 2018 này và hôm nay em mới về thêm một chiếc màu trắng 2018 cực kỳ đẹp luôn. Xe gia đình màu trắng, form mới cơ, nhìn nó đẹp lắm ạ. i10 số sàn bản thiếu 1.2 4 máy này. Em đang bán chiếc xe i10 màu trắng là đẹp, hai sedan hai đầu, 299 triệu. Bằng tiền với chiếc màu bạc này. Chiếc màu bạc này cũng đẹp nhưng nếu mà nói về màu trắng thì màu trắng nó vẫn là thương hiệu quốc dân hơn đúng không ạ? 299 triệu i10 2018 bản 1.2 đây ạ. Innova em có từ 2006 cho đến 2015, form mới em đều có nhá. Anh thả cho em lựa lửa quả tim được không em? Ok anh Đức Linh ơi, lửa quả tim thôi, chân thành với nhau là đủ đúng không anh ạ? Chân thành với nhau là đủ nhá. Thả tim và chia sẻ lên cho em một cái Lê Hương nào. i10 2018 màu trắng, là màu trắng sáng em đi, nhưng vừa em đi có việc về Thọ là đi đâu rồi. Anh ơi màu trắng cùng em xem nhá, chắc chỉ là tầm 5 phút nữa là về thôi, chắc là đi mua bao thuốc bao thiếc gì ở đâu rồi. Màu trắng đẹp luôn. Để lại số điện thoại anh Quý Tông ơi, lúc 10 giờ em có đăng trên fanpage rồi đấy anh ạ. Ship cho anh một chiếc Innova 7 chỗ về Quảng Nam. Anh Quang Bolezo, anh chỉ cần lổ địa chỉ, lổ số tài khoản, cọc Quảng Nam 20 triệu đồng là ngay 3 ngày sau nhá, lên đường trực tiếp vào nhà anh có Innova luôn. Innova em nó là biển rồi. Một siêu phẩm Innova vừa mới cập bến nữa đây. Chiếc xe Innova này là đời 2013 và em đang chào bán với giá là bao nhiêu nhỉ? Em này đời bao nhiêu nhỉ? Innova em có từ 2006 cho đến 2015, form mới nhá. Màn hình Android cảm ứng này, Innova có màn hình LED to đùng rồi đây. Lổ địa chỉ đi nào. Vừa rồi em đang đợi cọc một chiếc xe Innova, chiếc xe CDX về Huế này. Innova đời 2014 với động cơ trang bị 2.0. Em đang chào bán chiếc xe Innova này với giá là 385 triệu. 385 triệu Innova đời 2014 nhá. Hộp số sàn động cơ trang bị 2.0, 3 hàng điều hòa độc lập tương ứng với 3 hàng ghế này. Vô lăng đẹp, màn hình Android đây ạ. Có bán tải hai cầu số sàn không em? Rất là tiếc hiện tại bên em chỉ còn bán tải tự động thôi nhá. Bán tải số sàn thì em đang hết rồi. Em có bán tải tự động thôi ạ. Bán tải tự động hai cầu em có nhá. Em có Isuzu D-Max và bán tải Corrado nhé. Anh Quang Bolero để lại số điện thoại cho em nào. Honda Civic Việt 2012 có không em? Em đang có một chiếc xe Honda Civic 2010, ok không anh? Nước sơn màu đen đẹp, na răng đa chấu thể thao.
Innova đây nhá, Innova 2014 em đang bán là 385 triệu. Còn một chiếc xe Honda Civic đây, em này là bản gì luôn, em này là Civic Việt đây anh Thơ Nguyễn ơi, anh Thơ Trần ơi. Honda Civic đời 2010, động cơ trang bị 1.8 số tự động đẹp. Và em đang chờ bán chiếc xe Honda Civic này với giá là 318 triệu. Honda Civic bản Việt nhá, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này. Nhưng phải nói là bên kỹ sư của Civic thiết kế cái củ số phanh tay của Civic hơi lạ mắt một chút các bác đúng không ạ? Nhìn rất là lạ luôn, củ số phanh tay của Civic nhìn khá là khác biệt so với dòng khác này. Ghế da zin, máy số đại chất luôn. 318 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Có Honda Civic bản Việt 1.8 số tự động đẹp, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí có đầy đủ cho em rồi. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Rất là nhiều mẫu xe luôn ạ. Và đừng quên để lại số điện thoại để em hỗ trợ tư vấn nhé. Để lại số điện thoại thì em Hương mới có thể tư vấn dễ dàng được các bác nhé. Em không nhìn thấy bình luận của các bác nhà mình cơ, các bác bình luận mạnh lên giúp em nào. Anh xem bán tải với, ok anh. Anh Thành ơi, Wingo không có nhá. Thay vì Wingo thì anh đi hẳn Vios này, Morning này, những dòng xe quốc dân đi anh. Bán tải em có bán tải đây. Đây nhá, chiếc Nasetti CDX em mới về đây, biển thủ đô Hà Nội. Sáng nay em có lên video rồi. Biển thủ đô Hà Nội đây 265 triệu. Nhưng mà full option luôn, đèn nét quanh xe, đèn tím quanh xe luôn. Em sẽ lên bán tải đây nào. Em chào anh Đỗ Trọng Hiền, chào bác Hòa Khánh ạ. Bạn ơi, Morning Van 2010-2012 màu trắng đi. À bác Lê Anh ơi, Lê Anh ơi, em có Morning Van nhưng màu xám được không ạ? Màu xám bạc nhìn rất là sạch sẽ luôn. 2012 số tự động em đang bán là 225 triệu được không ạ? Để lại số điện thoại cho em nhé. Bán tải đây, hôm nay em mới về thêm một siêu phẩm bán tải đây. Em này là bán tải hai cầu điện đến từ thương hiệu Chevrolet. Tên đọc hơi líu lưỡi một chút để em nhìn lại tên không đọc đọc lộn nào. Bán tải Colorado. Colorado bán tải Chevrolet 2017 này. Em này thì nó phải là một bầu trời công nghệ luôn. Full option. Chiếc bán tải mà nhiều công nghệ nhất em từng thấy luôn. Đầu tiên em kể cho các bác nhà mình nghe này. Thứ nhất, bán tải này là bán tải hai cầu. Hai cầu điện nhá, bán tải hai cầu điện số tự động, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, có tắt bật cảm biến này, căn chỉnh lệch làn nhá, có cả cái canh căn chỉnh lệch làn cho em này. Colorado em đang bán với giá là 568 triệu đời 2017, số tự động đẹp, full option luôn, bán tải máy dầu hai cầu. Hai cầu điện các bác nhé, có bán tải hai cầu điện đây. Thật sự em này nó nhiều option lắm ạ. Bán tải nhưng mà khá là nhiều option luôn. Em này thì chưa lên thùng này. Lớp sơn màu đen đẹp, bán tải Colorado 2017 em đang chào bán là 568 triệu. Động cơ trang bị là 2.8 luôn các bác nhé. Động cơ trang bị 2.8, bán tải Colorado em đang bán đây. Căn chỉnh làn đường, lệch làn đường, có nhớ ga tự động cruise control, có hệ thống tránh va chạm phía trước này, có hệ thống tránh va chạm phía trước, cam lùi, cam hành trình có đầy đủ cho em ạ. Nói chung là nhiều option lắm, bác nào mua chiếc xe này khá là bắt mắt luôn nhá. Hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo đầy đủ cho em rồi. Có một chiếc bán tải Colorado 2017 số tự động đây. Máy dầu hai cầu điện 568 triệu bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Có cả chế độ là tránh va chạm này, cảnh báo khi va chạm này. Lước sơn màu đen đẹp, biển tư nhân Hải Dương ạ. Em chào anh Thế Lam, chào anh Hộp Phai Giang nào. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Em không đọc được bình luận của mọi người đâu, nên các bác bình luận lại giúp em để em có thể nhìn thấy nhá. Bình luận nó bị ẩn, em không đọc được luôn ấy ạ. Ok, em nhìn thấy rồi, phải bật wifi lên, à bật 3G lên mới thấy được. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào anh Giai Cường Nguyễn ơi, anh Thiện Nguyễn ơi. Morning số tự động đời 2007 thì em còn có mới về màu trắng này. Morning tự động đời 2007 màu trắng nhá. Bác nào mà muốn mua cho bà xã ok luôn. Trên kính thì dán phim cách nhiệt giảm ồn, không nhìn vào bên trong được rồi. Nhưng mà chiếc này em đang chào bán với giá là 175 triệu. La răng năm chấu nhá, em này là bản nhập rồi. Có sấy sưởi ghế đầy đủ cho em. Biển thủ đô Hà Nội 175 triệu có Kia Morning số tự động bản nhập khẩu. Cho các bác nhà mình mua về để bà xã thay một chiếc xe máy này. Miền Bắc thì sắp đón không khí lạnh rồi, mưa phùn gió bấc nhiều.
thì đi xe máy rất là vất vả cho vợ cả con luôn. Mà xe ô tô chỉ bằng một chiếc xe SH mình đi cố thêm một chút thôi. SH 150 thì 170 năm mua ô tô đi ạ, hồ sơ em lo cho. Hoặc cứ để vậy công chứng là đi ok rồi. Thả tim chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Bên đây thì em còn có một chiếc xe một chiếc xe Kia Cerato đây ạ. Kia Cerato phiên bản full kịch đời 2012. Động cơ trang bị của em nó là 1.6 số tự động nhá. Cerato với lớp sơn màu đỏ đẹp đây ạ, bản full kịch luôn. Em đang chào bán với giá là 365 triệu ạ. Anh Trung Nguyễn ơi, để lại số điện thoại cho em nào. Anh Lê Ngọc Tuấn ơi, bán tải em có quay rồi nhá. Mô Linh Van em có màu bạc ạ. Chào anh Ngô Tô Văn Dũng, chào anh đồng chí gốm su này, chào anh Châu Gia Khánh và chào anh Tân Phạm nào. Cerato phiên bản full kịch đời 2012, nước sơn màu đỏ đẹp, bản hatchback nhưng không hề bị ngắn đâu. Không phải như Morning E10 phân khúc hạng A mà nó ngắn đâu ạ, mà nó rất là dài luôn, thon dài. Phím mở một trạm thông minh, đề lổ khởi hành start top, hỗ trợ gảy số thể thao trên vô lăng. Số tự động đẹp đây ạ. Anh Nguyễn Văn Luân ơi, quan tâm để lại số điện thoại em tư vấn nhé. Cerato 2012 giá chào bán là 365 triệu. Xe X5 em tạm hết rồi anh Trịnh Hải ơi, xe X5 em tạm hết rồi. 5 chỗ ngồi gầm cao tầm trên 400 thì em có Eco Sport nha, mới về 2 chiếc, vừa số sàn vừa số tự động luôn, màu mới đẹp 2016 luôn. Xe X5 em tạm hết rồi ạ. Ok anh Giai Nguyễn Văn Luân nhá. Số siêu VIP luôn. Anh ơi, anh Luân ơi, quan tâm mẫu xe nào anh bấm vào cho em nhé. Quan tâm xe này để tí nữa em nhìn lại bình luận em sẽ tư vấn cho anh ạ. Và đừng quên kết nối qua Zalo 0354602790 để được em gái Lê Hương hỗ trợ và tư vấn nhé. Ngày hôm nay em cọc rất là nhiều xe luôn, đang đợi cọc chiếc xe CDX nữa đây. Sắp được gặp em Hương rồi, em rất mong một ngày nào đấy em sẽ lấy lại niềm tin cho anh mất niềm tin nhé. Lấy lại niềm tin cho anh, đổi lick luôn. Wow, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Cerato đời 2012 bản full kịch, số tự động đẹp luôn. Em cảm ơn anh Gia Lý Nguyễn nhé. Xe đã qua em thẩm định rồi, các bác cứ yên tâm nhé. 365 triệu là phí đã bao gồm phí rút hồ sơ. Đến xem xe trực tiếp em còn nhiều thêm nhé. Đây, cây xăng dầu là cây xăng dầu nhà em đây. Các bác nhờ mình cứ đến địa chỉ 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương là em sẽ có thể cung cấp cho các bác nhà mình nhiều mẫu xe ạ. Y10 ok, Y10 2018 màu trắng đẹp, em Hương đang đi cũng gọi là mướt mượt mượt luôn. Cái loại mô linh số tự động đời thấp, vậy chỉ có mỗi số tiền sửa chết tiền sửa. Anh Hạnh Thu nhá, dù là một người con gái xấu hay là một người con gái đẹp thì nó sẽ khác nhau nhá. Y10 cũng vậy, xe đẹp của bền tại người anh ạ. Với cái dòng mô linh nó là phân khúc hạng A, mô linh và Y10 thì nó quá là tiết kiệm rồi, nó quá là lành rồi. Xe đi có hỏng hay không đôi khi cũng là do mình ạ. Mình phải bảo dưỡng, mình phải yêu xe nhá. Đời thấp thì giá nó rẻ, nhưng không phải cứ cái gì là thấp là nó xấu đâu anh ạ. Không phải cái gì là thấp là cũng xấu đâu. Nên là anh cũng thoải mái lên một chút ạ. Tiêu cực quá cũng không tốt đâu ạ. Ở đây em còn có một siêu phẩm Captiva 7 chỗ ngồi đây. Captiva đời 2007, số sàn động cơ trang bị 2.4. Con xin con mời, em mời cả nhà uống nước, em xin miếng nước đã. Bảy chỗ ngồi giá rẻ, em Hương có Captiva máy xăng đời 2007 nhá. 199 triệu. Số sàn động cơ trang bị 2.4, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo cam 360, điều hòa auto tự động nhá. Captiva số sàn 7 chỗ ngồi là một trong những cái dòng xe giá rẻ nhất hiện tại em Hương đang có này. Bên cạnh Innova Captiva, nếu như Innova số sàn trên 200 với điều hòa cơ thì Captiva trên 200 7 chỗ ngồi chưa đến 200 này, 199 triệu là điều hòa auto nhá. Đẩy view lên 500 khách hàng ngày hôm nay cho em Hương đi ạ. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Một chiếc xe giá chỉ trên 100 triệu hay là gần 200 triệu thì em Hương cũng cam kết về chất lượng. Đôi khi đời nó xấu thì nó, đời nó sâu thì nó giá rẻ thôi, không phải em nó xấu đâu ạ. Nhiều người người ta xấu nhưng không có nghĩa là người ta xấu đâu. Mặt người ta xấu nhưng chưa chắc tính cách người ta đã xấu đâu ạ. Nhiều người cứ quan niệm nhìn mặt bắt hình dong, chứ chẳng lẽ người ta mắt híp cứ bảo người ta là gian dối sao ạ, đúng không ạ? Thả tim bảy, đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Ngày hôm nay em chơi khô máu nào. Bán tải Colorado 2017 đây, số tự động đẹp full option, căn chỉnh lệch làn đầy đủ cho em ạ. Em đang chào bán với giá, em đang chào bán với giá là 568 triệu nhá.
xe đẹp quá, em cảm ơn anh ạ. Chào bác Cường Nhất nhá. i10 299 triệu thôi, chưa đến 300 triệu. Em nếu mà giảm 5 triệu vào việc em bao hồ sơ cho anh luôn. Em không bao giờ để giá khách phải mua xe bị đắt đâu ạ. Nên là cứ yên tâm nhá. Honda City em chốt mất rồi còn đâu. Anh Tân Phạm ơi, Honda City em chốt rồi, sáng nay nó full tiền rồi. City 2014 màu xanh em đảm bảo là xe đẹp xuất sắc mà. Bác chủ cọc được 10 hôm rồi. Cọc 200 triệu 10 hôm để rút hồ sơ thì hôm nay là full tiền rồi anh ạ. i10 bản đủ. À chị Dung ạ, bác Dung Nguyễn ơi. Hiện tại rất là tiếc khi mà không thể làm trả gủ đủ à, làm trả góp cho y cho dòng xe cũ được nhá. Dòng xe cũ hiện tại không làm trả góp được vì đất ảo nó sốt nhiều quá nên là bên ngân hàng đang dừng việc làm trả góp nhá. Nhưng mà các bác cứ cố gắng nên vay mượn lên một chút mà mua xe làm ăn thì em cũng sẽ giảm giá kịch sàn luôn cho các bác nhà mình nào. Đẩy view lên 500 khách hàng ngày hôm nay đi ạ. Mỗi khách hàng đến xem xe, hồ sơ em no, bớt thêm bao tiền xăng đi về, ok chưa ạ? Cây xăng dầu thì em lúc nào cũng nét luôn. À ok, Bưởi Nguyễn nhá, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Cờ Rui 2011 em có, bác Cường Nguyễn nhá, em xin phép vào bên trong để quay Cờ Rui nhá. Cờ Rui là một trong những cái dòng xe em hương rất là nhiều luôn. Trước khi vào quay Cờ Rui thì em sẽ lên sóng về một siêu phẩm đây. Một siêu phẩm Hyundai Accent đời 2016, động cơ trang bị 1.6 bản nhập số sàn, Accent biển thủ đô Hà Nội số sàn nhá. Nếu các bác có đi gia đình hay mà có muốn đá thêm dịch vụ về Accent thì quá là chuẩn chỉ rồi. Accent với động cơ trang bị 1.6 và em đang chào bán với giá là 365 triệu. Một dàn lốp Hàn Quốc dày, ghế da thể thao đẹp, máy số zin luôn, màn hình Android cảm ứng này, có Hyundai Accent 2016 số sàn nhá, số sàn ạ. Rất là hiếm khi Accent về số sàn mà đời 2016 không cao quá và không thấp quá, vừa tầm tiền mình mua nhá. Thả tim thả like nào các bác ơi, quan tâm mẫu xe nào kết nối Zalo ạ. Và hãy bỏ ra một giây thôi để có thể cho em Hương xin những đợt chia sẻ được không ạ? Em đi làm diễn viên thì đúng hơn. Nhiều khi em cũng nhiều bác cũng bảo em là chọn sai nghề rồi. Chân dài như thế này, nói như thế này thì phải đi làm thuyết trình viên, thuyết văn viên rồi đủ thứ. Nhưng mà không các bác ạ, khi mà đã yêu một cái nghề gì đấy nó ngấm vào máu rồi. Bên đây thì em còn mới về thêm một xe Hyundai Getz đây. Hyundai Getz đời 2009 số sàn, động cơ trang bị 1.1. Hyundai Getz em đang chào bán với giá là 150 triệu. Nếu như tầm tiền chỉ trên trăm các bác muốn mua xe nhập, mà đặc biệt là Hyundai Getz thì em có nhá, 150 triệu cho một siêu phẩm Hyundai Getz đây ạ. Innova 2010 giá sao? Innova 2010 nếu mà xe đẹp thì giá tầm 275 triệu anh nhá. 275 triệu hoặc đẹp thì 285 triệu các anh ơi. Đấy là xe đẹp nhá, không khoan đục, không taxi, không dịch vụ thì xe đẹp thì sẽ được giá như vậy ạ. Hoặc cao hơn một chút cũng ok, miễn là xe đẹp. Hơn tầm 5 triệu nữa thôi mà xe gia đình còn đi gấp tỷ, gấp vạn lần những dòng xe đổi màu, dịch vụ ra nhá. Nên các bác cứ yên tâm khi mua xe bên em, tình trạng xe như nào em sẽ nói thật như vậy luôn, để các bác có thể cân đối nhá. Anh Chí Quốc ơi, nếu mà tầm Innova, anh cố lên một chút nữa, em có Innova 2012, máy số zin, đẹp căng luôn ạ. Hyundai Getz em đang có, Hyundai Getz đây 2009, 150 triệu. Và đi sâu vào bên trong em có này, Cờ Rui này, em có Fortuner này. Thả tim mạnh mẽ lên nào, lên 500 khách hàng ngày hôm nay cho em gái đi nào. Rất là lắng luôn, thật sự rất là lắng luôn các bác nhá. Chevrolet Cờ Rui không chỉ có số sàn mà màu bạc đâu, em còn có số tự động nữa đây ạ. À, Innova mà đời 2014 thì 2012 máy zin thì em đang chào bán với giá là 348 triệu. Em rút hồ sơ cho anh đi lại nó phải vất vả nhá. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. 348 triệu Innova đời 2012 với động cơ trang bị của em nó là 2.0 biển thủ đô Hà Nội. Xe là chính bác chủ bên cây xăng trên Hà Nội bán lại cho em nhé. Tucson em có màu lâu thôi ạ. Em có màu lâu thôi ạ. Đây ạ, một chiếc xe Innova 2012 với hộp số sàn, động cơ trang bị 2.0, máy số zin đẹp, cảm biến va chạm phía sau là 4 mắt cảm biến nhé. Nội thất màu da bò cực kỳ đẹp luôn. Bác chủ cây xăng để lại cho em gái Lê Hương đây. Và em Lê Hương đang chào bán với giá là 348 triệu. 348 triệu em bao hồ sơ. i10 bản đủ em có nhá, i10 bản đủ em có màu đen ạ. Anh ơi, anh bạn sự tùy duyên ơi, để lại số điện thoại và cùng em Hương xem hết buổi báo giá ngày hôm nay nhá. i10 bản đủ màu đen 1.2 nhập ấn 2016, giá chào bán là bao nhiêu ạ? Và 295 triệu nhá.
Ok, cảm ơn anh Giai Trương Nguyễn nào. Những khách hàng thân như của em nhá, bình thường bán xe xong thế nào ạ? Nhiều người bán xe xong còn không dám nói chuyện lại với khách cũ, nhưng riêng em Hương được các bác nhà mình yêu quý này. Hôm trước có một bác ở Hà Giang còn gửi cả gà xuống cho em, gửi cả cam xuống cho em cơ. Những cái tình cảm chân quý đấy em rất là quý luôn các bác này. Innova 2012 máy số zin, màn hình Android cảm ứng này các bác nhìn này. Xem xe cứ nhìn vô lăng cho em. Nhìn vô lăng này nó phải đẹp, không bị bóng, không bị mòn. Táp ni nó phải như thế này, không bị khoan, không bị đục này, thì nó mới là xe gia đình. Cam kết bằng văn bản và cho các bác xem trực tiếp luôn. Đến dẫn thợ xem xe, mở lắp capo, chui xuống gầm, nó phải gọi là sáng choang luôn, thì đấy mới là xe đẹp các bác nhé. Innova 2012 2.0 máy số zin, 348 triệu bao hồ sơ với em. Và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình nhé. Thả tim, thả like, chia sẻ mạnh mẽ nhiệt tình lên cho em nào. Lên 500 khách hàng cho em đi ạ. Em có xe nào 160 triệu không? Em có nhiều xe 160 triệu luôn ạ. Ok, bác Phạm Tùy Duyên này, bác Phạm Sự Tùy Duyên là Y10 đâu? Avante này, 150 triệu các bác có thể cân đối sang cho em một chiếc xe Morning tự động này. À, trước khi đến với Y10 thì em có cho khách hàng nhà mình một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đây. Cờ đuôi đời 2011, chiếc xe đêm ngày hôm đấy em Hương bắt đây. Cờ đuôi đời 2011 biển 24. Đại rất luôn, máy số của em nó quá là chất luôn nhá. Cờ đuôi em đang chào bán với giá là 245 triệu. Động cơ trang bị 1.6 số sàn. Bác chủ cũ đã lên màn hình Android rồi, lên cam lùi rồi. Lên màn hình Android. Lên màn hình rồi, lên cam lùi rồi, đầy đủ cho em rồi. Cờ đuôi cực đẹp, phân khúc hạng C nhưng giá chỉ bằng Morning và Y10 thôi. 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi. Y10 em có này, Y10 tự động em có nhá. Bác Tùng Ti Ti đợi em một chút này, bác Nguyễn Mai nhìn đợi em một chút nào. Innova đẹp quá, Innova không những đẹp mà máy zin, xe gia đình chuẩn chỉ cơ. Bác nào có muốn mua thì mua Innova để cứ chọn đời 2012. Về đi gia đình hay là chạy dịch vụ thì mình yên tâm nhá. Em kiểm tra hết rồi, quá là đẹp luôn, xe gia đình chuẩn chỉ luôn ạ. Còn với cái tầm tiền trên 200 không muốn mua đi Y10 và Morning vì nó ngắn quá thì đi sang cờ đuôi cho em nhé. Chevrolet cờ đuôi la răng 5 chấu dạng phay, đèn hậu phía sau đẹp, lắp cam lùi, cam có màn hình giải trí rồi mà giá chỉ có 245 triệu thôi. Nước sơn màu đen với những hình dán sticker nhìn khá là trẻ trung và lạ mắt này. Một dàn lốp Michelin ạ. Các bác ơi đừng quên là phải để lại số điện thoại để em mới ốp qua Zalo tư vấn được nhé. Có xe số tự động không chị ơi? Em có rất là nhiều dòng xe tự động, bác hạnh phúc có em nhé. Thả tim nào, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Nếu như với cái tầm tiền trên 200 thì em muốn tư vấn cho các bác nhiều mình một chiếc xe số tự động đây. Một chiếc xe Lacetti CDX số tự động đời 2010. Đời 2010 đây, biển thủ đô Hà Nội. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon. Toàn đèn bi salon đã rơi vào tầm 8 triệu rồi. Bác chủ quá là ăn chơi luôn. Cái giải đèn led này có thể đổi bầu nhá. Bác nào xem lại video vừa rồi sáng em có đăng con này lên đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Giải đèn led đổi màu, cụm đèn bi salon có đèn gầm. Và em đang chào bán với giá là 265 triệu. 265 triệu cho một siêu phẩm số tự động Lacetti CDX này. Tất cả bên trong đây là dạng quang đèn led các bác nhá. Buổi tối nó sẽ là màu tím này, cực kỳ đẹp luôn. Số tự động đẹp, vô lăng tích hợp phím bấm này. Màn hình là cảm ứng là màn hình dọc nhá, nhìn khá là sang trọng luôn. Sấy sưởi ghế hai vùng, điều hòa ghế nóng lạnh, hỗ trợ trơn trượt. Cờ đuôi 2010 số tự động đẹp 265 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm bốn cánh cửa này và trần đều có đèn nét màu tím nhá. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon và em đang chào bán là 265 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm cho các bác nhà mình. Đẩy view lên 500 khách hàng ngày hôm nay cho em được không ạ? Rất là nhiều mẫu xe luôn ạ. Ok, anh Đình Dương ơi, quan tâm mẫu xe nào ạ? Mua không mà tang tên, phải tang tên bạn bè chị em vào đây chứ ạ. Xe 58 triệu là xe Matiz nhá. Tucson em có màu lâu nhá, em có Tucson màu lâu các bác ơi. Màu lâu biển Hà Nội hai cầu máy dầu. À máy xăng em đang bán là 438 triệu bao hồ sơ. Bác nào cần đòi tên em bảo tên luôn cho lăn bánh luôn. Ngày hôm nay quá là chiến luôn. BMW em mới bán xong anh Nguyễn Đức Minh nhá. Em có hai chiếc mà mua trần BMW em mới chốt về trong Sài Gòn rồi. 58 triệu một chiếc xe em út của em Lê Hương đây. Em này đến từ thương hiệu Daewoo Matiz. Daewoo Matiz bản SE số sàn, xe đăng ký 5 chỗ ngồi với nước sơn màu trắng đẹp. Và em đang chào bán chiếc xe Daewoo Matiz này với giá là 58 triệu ạ.
58 triệu cho chiếc xe Diomatic, xe đăng ký 5 chỗ ngồi đây. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại em tư vấn ạ. BMW em chốt mất rồi, còn đâu có khách mua phun tiền về Sài Gòn rồi anh ơi, khách phun tiền về Sài Gòn rồi. Hiện tại BMW em không còn nhá. Em chỉ còn xem mẹp thôi. Cảm ơn bác Thơm Lê nào. Bác Thơm Lê đẩy view lên cho em nào. Ngày hôm nay lên 500 khách hàng cho em đi ạ. Bác nào quan tâm mẫu xe nào, để lại số điện thoại và kết nối qua Zalo cho em 0354602790. Em đây Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. Bên đây là Fortuner đây. Fortuner đời 2011, máy dầu, động cơ trang bị 2.0, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. 7 chỗ ngồi gầm cao, to cao lực lượng luôn. Với cái chiều cao của Fortuner thì em mới thấy mình thật là nhỏ bé các bác ạ. Vô lăng 4 chấu, ghế da zin nguyên bản, trần lỉ zin đẹp này. Fortuner 2011, 535 triệu. Với cái tầm tiền trên 500 đi Fortuner là đúng là đẳng cấp luôn các bác nhé. Innova có Vios 2014 không? Vios em có 215 số sàn bản E nhá. Innova em có đời 2012, máy zin xe gia đình ạ. Để lại số điện thoại cho em được không ạ? Cho mình xem mẫu xe số tự động tầm 200-300 triệu trở lên đời 2017 ạ. Đời 2017 mà bác quan tâm đời 2017 trở lên là không có đâu anh nhé. Không có đâu, ít lắm ạ. Trên 300 mới mua được xe 2017 anh nhé. Đây các bác ơi, ngày hôm nay thì em lên cho các bác nhờ mình một mẫu xe Hyundai Avantia. Avantia với nước sơn màu trắng đẹp, biển 17 Thái Bình. Avantia với phân khúc sedan 2 đầu có cửa sổ trời, được sản xuất vào năm 2013. Em đang chào bán với giá là 365 triệu. 365 triệu có Hyundai Avantia, nước sơn màu trắng đẹp, điều hòa auto, màn hình Android cảm ứng, ghế da màu lâu bò. Giá chào bán là 365 triệu. Máy số zin, số tự động, động cơ trang bị 1.6. Em có Hyundai Avantia nhé. Hyundai Avantia với nước sơn màu trắng đẹp ạ. Trên 300 triệu, trên 300 triệu một là Hyundai Avantia màu trắng này. 2013, 365 triệu có Kia Rio 2015 nhé. À, em có Kia Rio 2015 đẹp lắm luôn ạ. Quay cho xem i10 đi ạ. Ok anh, i10 anh ơi đợi em một chút nhé, thợ chưa về rồi. i10 thì em có nhiều luôn. Ở đây là một chiếc xe i10 đời 2016 bản nhập, động cơ trang bị là 1.0. Em đang chào bán với giá là 259 triệu ạ. 259 triệu có i10 đây. Cho anh xem số tự động đời 2018, giá 600, tầm 600 trở lên nè. Đời 2018 à, 2018 thì em lại hiện tại không còn con nào đời cao số tự động nhỉ. 2014 được không anh ơi? 2014 thì em có Kia K3 này, hơn 400 thôi. Kia K3 số tự động đời 2014, 448 triệu. Hoặc Kia Rio được không ạ? Anh ơi em có Hyundai Getz nhá. Anh Duy Quang ơi để lại số điện thoại nào, đẩy view chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào các bác ơi. Hyundai Getz chỉ có 145, 150 triệu thôi. Còn ở đây nếu như mà tầm tiền 400 triệu hoặc 395 triệu thì em sẽ tư vấn cho các bác nhà mình một mẫu xe Kia Rio. Ôi thật sự xuất sắc luôn. Kia Rio đời 2015, máy số zin 14 Quảng Ninh nhé. Cụm đèn pha phía trước là halogen, có đèn gầm là bi salon. Gương kính cụp chỉnh tự động xin nhan trên gương. Máy số zin đẹp, trên vô lăng có tích hợp các phím bấm nghe gọi, nhớ ga tự động Blue Control. Kia Rio 2015 với động cơ trang bị 1.4, máy số zin, nước sơn màu trắng đẹp. Em đang chào bán với giá là 395 triệu ạ. Quay cụ thể cho mình xem được không? À, anh Vạn Sự Tùy Duyên ơi, kết nối Zalo 0354602790. Em đây Hương sẽ gửi hình ảnh video chi tiết qua video cho anh nhé. Còn trên livestream em chỉ quay qua được nội thất và ngoại thất thôi ạ. Giọng ngọt như mía lùi nhé em mình. Em cảm ơn anh Phạm Văn Đức nhé. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Có con nào 7 chỗ tầm khoảng 200. Anh Quách Tĩnh Nê Gia ơi, à, nếu mà tầm 200 mà mua 7 chỗ thì anh có thể tham khảo Captiva nhé. Captiva 209 màu đen 228 triệu. Captiva màu bạc 207 số sàn em đang bán là 199 triệu. Để lại số điện thoại em hỗ trợ và tư vấn được không ạ? Phải có số điện thoại thì em mới kết nối Zalo em gửi được ạ. Anh Long Sơn ơi, kể cả Quảng Ninh, Thanh Hóa hay những khu vực nào mà có biển nhá, em cho các bác cẩu lên xem gầm luôn. Cẩu lên xem gầm luôn.
Nhiều bác lăn tăn là mua Quảng Ninh, Thanh Hóa hay những khu vực bên trong mà có biển là sợ bị muối mọt, nó gầm mục mọt đúng không ạ? Em tự tin luôn cho các bác nhà mình nhá. Vì em cũng là người đi mua xe, tâm lý khi mà bỏ ra gần 500 triệu để đầu tư, em phải soi từng cái lông, từng cái tóc. Có khả năng các bác là khách hàng, các bác không xem kỹ bằng em đâu. Vì em là thợ ạ, em là thợ, em phải soi kỹ từng cái lông, từng cái tóc. Khi mua xe của dân xong là các bác dân hết trách nhiệm với em. Nhưng khi em bán xe lại cho các bác dân thì 100% trách nhiệm nó thuộc về em Lê Hương rồi. Lên từ cái sơn, từ cái xi, từ cái gầm, cái bệ, em Hương là người test trực tiếp luôn. Lên khi mà đã về đây là đã qua ba ông thợ cứng nhà em rồi, là bao test các thứ rồi mới bỏ tiền ra. Vì em cũng phải đi đầu tư, em cũng phải bỏ vốn ra đầu tư đúng không ạ? Không có lý do gì em bỏ 500 triệu, 400 triệu mua một con xe lỗi, một con xe tai nạn hay là một con xe ngập nước. Các bác phải hiểu một điều đấy ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Fortuner máy xăng em tạm hết, em có Fortuner máy dầu nhá. Bán tải Ford em tặng hết, em có bán tải Ford Ranger thôi, có bán tải Isuzu này, Chevrolet này, Chitong này. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Rất là nhiều mẫu xe. Bác nào thích cờ đuôi không ạ? Alo ạ? Anh ơi, anh đợi em một chút nhé, tại vì em đang live stream ấy. Kết nối Zalo em một số này anh nhé. Đây ạ, một siêu phẩm Chevrolet cờ đuôi. Cho anh xem con mẹc đi. Ok mẹc ạ, bán tải số tự động một cầu đời 2014-2015 tầm 330. 330 thì em tạm hết rồi. Một cầu chi tông là 469 triệu. Một cầu BT50 là 458 triệu anh nhá. Hiện tại hết bán tải hết bán tải dưới 300 rồi ạ. Fiat đi chị em có ok. Fortuner máy dầu 2011 em đang chào bán với giá là 535 triệu. 2011, Vios đợi em một chút, em chưa nhìn thấy Vios ở đâu rồi. Ở đây em mới về thêm một siêu phẩm Chevrolet cờ đuôi. Cờ đuôi đời 2016 với động cơ trang bị 1.6 số sàn. Cụm đèn pha phía trước là đèn bi salon, có dải đèn nét đầy đủ cho em ạ. Biển 36 nhá, cờ đuôi 2016 em đang chào bán với giá là 338 triệu. Độ bô on off, số sàn nước sơn màu trắng đẹp. Độ body nhá, phân khúc thể thao, nhìn như công thức F1 luôn. Nhưng giá chỉ có 338 triệu thôi. Lên màn hình Bilotic xịn sò, nội thất đẹp, trần lỉ, các thứ gầm bẹ ngon lành luôn các bác ạ. Máy số zin đẹp luôn. Có cho em cờ đuôi 2016 em đang chào bán với giá là 338 triệu ạ. Vios đợi em một chút nhá, Vios đợi em một chút nào. Vios em chưa nhìn thấy ở đâu nhỉ? Có một chiếc xe Vios 2015 màu bạc ạ. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Lên 300 khách hàng ngày hôm nay cho em được không các bác ơi? 500 khách hàng đi ạ, 400 khách hàng rồi, 400 khách hàng đi ạ. 100 trở xuống em có Spark nhá. Mercedes-Benz đợi em một chút này. Đây em có 100 triệu này, 58 triệu, 85 triệu luôn. Một chiếc xe Mercedes biển thủ đô Hà Nội với nước sơn màu xanh. Mercedes 250 bản Blue cao cấp số tự động đời 2009 này, với động cơ trang bị 1.8 số tự động đẹp. Phân khúc hạng D em có Mercedes-Benz nhá. Ghế lái chỉnh điện, vô lăng tích hợp phím bấm nghe gọi khẩu lệnh. Bác nào từng đi Mercedes thì mới biết rằng Mercedes nó không hề tốn xăng. Mà đồ của Mercedes bây giờ nó không như ngày xưa. Nhiều bác lăn tăn không dám mua xe Mercedes vì nghĩ rằng xe Mercedes là phân khúc hạng sang thì nó sẽ khó nhá. Nhưng không hề ạ, giờ Mercedes nó đại trà rồi các bác ơi. Mercedes chỉ có trên 300 bằng Morning và i10 thôi. 379 triệu có xe Mercedes đây. Đẩy view lên 400 khách hàng cho em đi nào, để em quay Vios được không ạ? Vios đời cao màu trắng, số tự động em tạm hết. Em có màu vàng cát Vios 2020, màu vàng cát số tự động được không anh ơi? Anh Tuấn Mỏ ơi, để lại số điện thoại nhá. i10 em có số sàn, số tự động, một đầu hai đầu bản thiếu này. Em mới về thêm i10 2018 số sàn màu trắng 1.2, 299 triệu ạ. Còn bác nào đang quan tâm về tầm xe 100 triệu thì cố lên. Em này em đang bán là 110 triệu đồng đây. 110 triệu đồng cho một siêu phẩm Chevrolet Spark. Dạ đúng rồi anh Minh Đức ơi, Mercedes của em là 209 nhá, Mercedes-Benz 209 này. Đi đâu con này thì cực kỳ sang trọng luôn. Đây ạ, em có cho các bác nhà mình một chiếc xe biển 19, xe đăng ký 5 chỗ ngồi. Mặc dù cái giá tiền nó chỉ là 110 triệu thôi, nhưng chiếc Spark của em Hương nó là đỉnh của chóp luôn. Spark của em Hương nó là đỉnh của chóp luôn nào. Nào các bác ơi, thả tim chia sẻ cho em đi nào. Chào anh Giai Cọp Đen, chào anh Hạnh Ngô, chào bác Nguyễn Hượng này. Chào anh Hưng Dốc Đỏ, chào bác Nguyễn Diệp, bác Nguyễn Quý nào. 400 khách hàng ơi, mỗi khách hàng cho em xin những lượt like, những lượt tim và những lượt chia sẻ nào. Xe 300 triệu em nhiều lắm ạ.
Fiat đời cao thì em chỉ còn màu vàng cát 2020 thôi. Còn đây là bên trong nội thất chiếc xe đời 2011 Sờ Bắc em đang bán là 110 triệu đồng. Em này nó phải gọi là hoa hậu của Sờ Bắc rồi. Mặc dù là dòng xe tập lái nhưng bác chủ giữ gìn quá là đẹp luôn ạ. Chào anh Đoàn Đặng này, Đặng Toàn, chào bác Quang Vọng ạ. Chia sẻ nhiệt tình lên cho em được không ạ? Nếu như 300 thì anh Dũng Mùi ơi cố lên một chút, em có Hyundai Accent nhé. Hyundai Accent đời 2011 biển thủ đô à, biển 20. Nước sơn màu nâu cà phê đẹp. Xe Hyundai Accent em đang chào bán với giá là 345 triệu. Em này nó là gốc Sài Gòn. Nên bác nào có về Hà Nội, có về Sài Gòn thì em này nó sẽ gánh cho mình 20 triệu. Tí vào tên sang biển mới nhá. 345 triệu Hyundai Accent 2011 đang chào bán với giá là 345 triệu ạ. Đẩy view mạnh mẽ lên cho em nào. Thả tim, thả like và thả những lượt chia sẻ mới cho em được không ạ? Rất là nhiều mẫu xe luôn các bác nhé. Ngày hôm nay em sẽ bớt sập sàn luôn nếu khi bác nào quan tâm xe bên em ạ. Ok, Nguyễn Cảnh thấy số điện thoại của anh rồi. Hyundai Accent 2011 bản nhập 345 triệu. Mercedes-Benz đời 2009 số tự động. Cảm biến va chạm trước sau có 10 mắt cảm biến này. Nhưng giá chỉ có 379 triệu thôi. Em chào anh Hiền Long, chào anh Nghĩa này. Chào anh Lịch Hoàng ạ. Và Kia Rio em Lê Hương đang chào bán với giá là 395 triệu. Số tự động, màn hình Android cảm ứng xin nhan trên gương. Gương kính cụp chỉnh tự động, máy số zin đẹp luôn. Nếu các bác đang lăn tăn về 14 mà nó là 14 mà nó là sợ gầm bệ về nước biển thì em cam kết luôn. Gầm bệ cứ gọi là sáng như gương luôn. Sáng như gương luôn ạ. Thả tim thả like nhiệt tình lên cho em nào. Bán tải máy dầu có không? Em có bán tải máy dầu anh nhá. Hôm nay sẽ lên hai chiếc bán tải này. À, có em cần mua xe màu đỏ hoặc trắng ạ. Anh ơi màu trắng đây. Anh Dũng Mùi này màu trắng thì anh lên cho em một chiếc xe Kia Rio 2015 đi. Kia Rio 2015 số tự động đẹp 395 triệu. Kia K3 2014 số tự động 448 triệu màu đỏ nhá. Vios số sàn màu đen em có một chiếc chưa đến 200 triệu đâu. Bản limo nhá, 2011 Vios màu đen số sàn bản limo. Bác nào quan tâm để lại số điện thoại cho em ạ. Vừa rồi bác nào hỏi em Hyundai Getz thì Toyota Vios thì em có đây. Vios đời 20 sáng như gương, hơn cả gương luôn. Những chiếc xe nào mà em đã tự tin em nói, không hề nói phét đâu nhá, phải thật tự tin thì đứng trước hàng trăm hàng nghìn khách hàng em mới dám nói thật được. Còn bây giờ thời buổi 5.0 không nói điêu được anh ạ. Nói điêu khách đến xem xe mà không như mình cam kết là mất việc. Là anh em không hài lòng, là nó không được việc, là rất là ngại luôn các bác nhé. À, nghỉ cơm thôi người đẹp ơi, đợi em một chút ạ. Nếu mà anh ơi, Y10 về chưa anh ơi? Y10 mang xe về đây cho em nào. Rất là nhiều khách hàng quan tâm về Y10 2018 của em mang về đây cho em đi ạ. Đi mua thuốc lâu quá, nghiện thuốc lá là mang ngay con Y10 chiến lược của em đi rồi. À, xe W ạ. Anh Nguyễn Minh Đức ơi, dòng xe W em về luôn tục. Thật sự em về luôn tục luôn. Các bác cứ để lại số điện thoại kết nối Zalo cho em 0354602790. Xe nào em cũng có luôn các bác nhá. Xe W em về luôn tục luôn ạ. Còn đây là chiếc xe Toyota Vios xứng tầm quốc dân luôn. Vios đời 2015 số sàn động cơ trang bị là 1.5 và em đang chào bán với giá là 345 triệu. Máy số zin nước sơn màu bạc, biển 22 Tuyên Quang. Gái Tuyên Quang đã sinh rồi thì Vios Tuyên Quang nó còn đẹp hơn các bác nhé. 345 triệu đời 2015 1.5 máy đen số sàn đấy ạ. Và bên đây thì em có cho các bác nhà mình một chiếc xe bán tải máy dầu đây, Chi Tông máy dầu đời 2016 bản nhập nhé. Số tự động đẹp, bán tải Chi Tông số tự động đời 2016 đây ạ. 216 triệu số tự động một cầu. Lên đề lỗ thông minh, màn hình giải trí túi khí an toàn. Màn hình OLED xịn này. Chi Tông em đang chào bán là 469 triệu. Bao hồ sơ và em còn bớt thêm. Máy dầu một cầu lên thùng cao. Em Hương có bán tải Chi Tông nhé. Đẩy view lên cho em nào. Quay anh xem con Morning ạ. Ok, anh ơi anh kết nối trực tiếp vào Zalo cho em được không ạ? 0354602790 em tư vấn nhé. À, có Fortuner, em có Fortuner anh Cương cứng cỏi ơi. Anh để lại số điện thoại cho em nhé. Quay xem Morning đi em. Ok, vừa rồi em có lên một dàn Morning rồi. Đợi em một chút em quay qua bán tải nhé. Ngày hôm nay em Hương sẽ sập sàn chiếc xe bán tải Isuzu D-Max này.
bác nào đang cần muốn săn sale, đang muốn săn sale, đang muốn mua hàng thanh lý thì hôm nay em thanh lý này. Thanh lý bán tải Isuzu D-Max máy dầu, hai cầu số tự động đẹp, đời 2016 và đăng ký cuối tháng 12 2017. Và em đang chào bán chiếc bán tải Isuzu D-Max này với giá là 535 triệu. 535 triệu, một chủ sử dụng từ mới, máy số zin, sơn zin, ghế da zin, cam kết không đâm xô, không ngập nước và bao tiết hãng toàn quốc cho các bác nhà mình. Các bác nghe kỹ này, 535 triệu ngày hôm nay cắt thanh lý nhá. Em này là thanh lý này, 535 triệu, còn 500 triệu. Các bác bên YouTube, các bác bên Facebook có nhìn thấy, có nghe thấy bài này thì bán tải Isuzu D-Max đăng ký cuối tháng 12 2017 lên thùng cao rồi. 535 triệu cắt xả lỗ thanh lý, còn 500 triệu. Còn 500 triệu khi mua xe trên livestream ngày hôm nay của em nhé. Màn hình Android cảm ứng, màn hình cam hành trình có rồi. Xin nhan trên gương. 535 triệu thanh lý này, quay rõ biển số để tối nay các bác về có xem lại livestream của em Hương này. Biển thủ đô Hà Nội, một chủ máy zin, sơn zin, không đâm xô, không ngập nước, bao tiết hãng toàn quốc, 535 triệu, sale luôn, thanh lý luôn, còn 500 triệu, ok chưa ạ? Một khi mà đã cắt nỗ là em cắt nỗ luôn, cắt nỗ luôn ạ. Chào anh Giai Văn Chiến, chào anh mới một ngày nào, thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Morning, em sẽ quay lại Morning đây, cắt xả lỗ nhá, Isuzu D-Max, 535 triệu, còn 500 triệu cho các bác nhà mình, có Isuzu D-Max. Còn bên này bác nào đang quan tâm về một chiếc xe Innova đời cao, Innova đời cao thì em có cho các bác nhà mình một chiếc xe Innova đời 2015. Đời 2015 này quay ít xe 300, ok anh Dũng Mùi ơi, để lại số điện thoại nhá. 300 đó là một sự lựa chọn quá là nhiều kinh tế rồi. Có những bác chỉ vài chục triệu, 100 triệu em cũng tư vấn mua được xe. Thì 300 triệu nó quá là ok luôn nào. Đừng tiếc những lượt chia sẻ cho em nào các bác ơi. Thả tim chia sẻ cho em nào, bác Hoàng Cung Quán nói trên rất là hay luôn. Innova 8 chỗ ngồi đời 2015, form mới, số sàn, động cơ trang bị 2.0, giá chào bán là 415 triệu. 415 triệu cho chiếc xe Innova 2015 đây ạ. 2015 là form mới cho em ạ. Có Innova 2015 form mới nhá. Tầm 300 triệu thì các bác ở đây. Bác nào đang quan tâm về i10 2018 không ạ? i10 2018 số tự động đẹp với nước sơn màu đỏ đẹp. Máy số zin luôn ạ. Em này thì em đang bán là 375 triệu. 375 triệu hồ sơ cầm tay. i10 2018 động cơ trang bị 1.0. Xe đăng em này là bản 1.2 nhé. Động cơ trang bị 1.2. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi nước sơn màu đỏ mận ạ. La răng thể thao phanh ABS xi nhan trên gương. Gương kính cụp chỉnh tự động. i10 2018 số tự động đẹp 275 triệu. Bác nào quan tâm về i10 để lại số điện thoại em tư vấn hỗ trợ đây ạ. Cùng em xem buổi báo giá ngày hôm nay nhé. Xe DX chỉ có trên 200 triệu thôi. Rất là nhiều xe đẹp luôn ạ. Ngày hôm nay thì em còn lên sóng cho các bác nhà mình một mẫu xe i10 2016 đây. i10 đời 2016 với động cơ trang bị của em nó là 1.2. i10 bản đủ 295 triệu. Anh Dũng Bùi ơi, nếu như tầm 300 triệu mà anh quan tâm số sàn thì có thể đi quốc dân i10 nhé. i10 quốc dân, nước sơn cũng là màu nước sơn quốc dân luôn, màu đen đẹp. i10 màu đen này không phải đổi màu đâu, mà màu này đặt trực tiếp từ nhà máy luôn. Đặt màu đen trực tiếp từ nhà máy nhé, nên là sơn zin ạ. Sơn zin, máy zin 2016, Hyundai i10 bản sedan bản đủ này, 295 triệu. Phím mở một trạm thông minh, đề lổ start top này. Vô lăng tích hợp các phím bấm nghe gọi, có phanh ABS đầy đủ cho em nhé. 295 triệu có cho em một chiếc xe i10 2016 bản đủ đây ạ. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình mạnh mẽ lên cho em nào các bác ơi. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em nhé. Đúng rồi anh ơi, 320 đầu luôn. Hai đầu mua i10 đi, vừa lành vừa tiết kiệm. Không sợ bị hỏng vặt, không sợ bị xuống giá, không sợ bị phải thay sửa chữa quá nhiều hay là ăn xăng đâu ạ. Em có i10 màu trắng nữa cơ. Anh ơi, i10 màu trắng về chưa nhở? Đẹp lắm luôn mà không thấy thất thoại đâu rồi. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. 7 chỗ ngồi gầm cao số tự động. Thay vì mua
Innova thì các bác che rằng nó hơi bị cũ và quê một chút khi mà dáng nó không sâu không được đẹp. Thì em có Chevrolet cờ đuôi nhá. Chevrolet cờ đuôi, à xin lỗi, Chevrolet Orlando. Orlando 7 chỗ ngồi số tự động đời 2017, xin nhan trên gương, động cơ trang bị 1.8, xe đăng ký 7 chỗ ngồi. Có cho em một siêu phẩm Chevrolet Orlando đây. Điều hòa tự động auto này, em này thì chưa lên màn hình to. Giá chào bán là 435 triệu. Orlando đời 2017 số tự động máy zin, nước sơn màu trắng đẹp, em đang bán là 435 triệu ạ. Còn phía trước là một chiếc xe Chevrolet cờ đuôi số sàn. Cờ đuôi số sàn biển 36 Nghệ An, nước sơn màu đen đẹp, bản sedan 2 đầu. Em đang bán chiếc cờ đuôi này, cờ đuôi đời 2011 này với giá là 245 triệu. Màn hình Android cảm ứng, vô lăng thiết kế 3 chấu này, có túi khí an toàn, nội thất sơn si đều đẹp nào. Các bác như mình ơi, anh Sơn Nguyễn ơi, bác Salon Nguyễn ơi, bác Tuyên Bi ơi, đẩy view mạnh mẽ lên cho em được không nào? Chia sẻ nhiệt tình lên cho em nào. Em có Innova 2015 418 triệu, em có quay qua rồi. Để lại số điện thoại em tư vấn cho nhá. Ở đây em có một chiếc xe cờ đuôi đời 2011 và em đang chào bán với giá là 245 triệu. 245 triệu cho chiếc xe Chevrolet cờ đuôi đời 2011. Innova form mới 2015 em đang bán là 418 triệu. Để lại số điện thoại em tư vấn được không ạ? Anh Nguyễn Văn Bình ơi, để lại số điện thoại nào. Anh Dũng Mùi ơi, anh Văn Khương ơi, em cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Phan cứng, bác cứng cứng còi ơi, bà trưởng của em có luôn. Kết bạn Zalo cho em đi ạ. 0354602790. Em Lê Hương sẽ hỗ trợ và tư vấn ạ. 7 chỗ ngồi gầm cao, máy dầu, em còn có Kia Sorento nhá. Kia Sorento full option đời 2010, giá chào bán là 535 triệu. 535 triệu có Kia Sorento. Đèn bi salon, cụm đèn pha phía trước cũng là đèn bi. Gương kính cụp chỉnh, điều hòa tự động, số tự động luôn. Hỗ trợ trơn trượt đổ đèo, 535 triệu có Kia Sorento nhá. Và ngày hôm nay em Hương còn mới về thêm hai siêu phẩm 5 chỗ ngồi gầm cao. Một chiếc xe Ford EcoSport, nhưng điều đặc biệt em này là số sàn nhá. EcoSport số sàn đời 2014 với động cơ trang bị của em nó chỉ là 1.5 thôi. Số sàn em đang chào bán với giá là 378 triệu. Bác nào đang quan tâm về EcoSport thì không thể bỏ qua nhá. Dòng xe SUV 5 chỗ ngồi gầm cao rất là hiếm khi về Eco số sàn đấy ạ. Các bác có đi gia đình hay là chạy dịch vụ đều ok. Vì máy là máy Eco này, động cơ trang bị 1.5 này, có nghe gọi khẩu lệnh trên vô lăng, full lịch sử luôn cho em nhé, mới bảo dưỡng bảo hành. Màn hình Android, điều hòa auto tự động cho em nhé, có để lộ khởi hành start top này. Một chiếc xe Eco 5 chỗ ngồi gầm cao, giá chỉ có trên 300 triệu thôi ạ. 378 triệu có Eco Sport đây ạ. Eco Sport số sàn 379 triệu, 378 triệu ạ. 378 triệu có Eco Sport biển thủ đô Hà Nội ạ. 36 Thanh Hóa, em xin lỗi, 36 Thanh Hóa nhá, 370 là Nghệ An. Em bị nhầm ấy ạ. Ford nhá, 2.3 không em. Em tạm hết dòng xe Ford 2.3 nhá. Để lại số điện thoại em tư vấn được không nào? Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao số sàn biển thủ đô Hà Nội, 378 triệu. Em này là số sàn này. Bên đây thì em có em này là số tự động đây, cũng là màu cam luôn, toàn cái màu nổi thôi. Một chiếc xe Eco Sport bản Titanium cao cấp số tự động đời 2016 em đang chào bán với giá là 445 triệu. 445 triệu đời 2016 Ford Eco Sport. Em biết nhầm một chút thôi, anh bác tên thường gọi nhé. 36 với Nghệ An với cả Thanh Hóa hay bị lẫn nhau, hai tỉnh hai vùng gần nhau hay lẫn ạ. Eco Sport bản Titanium cao cấp này, nếu như số sàn không có cửa sổ trời vì em nó là bản thiếu, thì số tự động là bản đủ này. 8 túi khí an toàn, đề lỗ thông minh, điều hòa auto, màn hình Android cảm ứng này, số tự động, 5 chỗ ngồi gầm cao. Em có Ford Eco Sport nhé. Ford Eco Sport đời 2016 445 triệu. Bao hồ sơ và em bớt thêm, hỗ trợ thêm cho các bác nhà mình. Thả tim, thả like, chia sẻ nhiệt tình lên cho em đi nào. Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em này. Get thì em có 209 này. Cờ đuôi em có này. Innova thì đây. Innova đời 2012 với máy số zin. Y10 trắng đâu anh? Y10
Y10 trắng đâu? Y10 trắng đâu? Innova đời 2012, máy số zin đây. Động cơ trang bị 2.0, xe đăng ký 8 chỗ ngồi, ghế da cao cấp lâu bò này. Em này thì lên màn hình Android cảm ứng rồi. Và em đang chào bán với giá là 348 triệu. Cảm biến va chạm phía sau có 4 mắt cảm biến va chạm nhá. Có Innova đây ạ. Thế lại cứ gọt cái mồm nó thế. Nói bé thôi. Em biết rồi sao anh cứ gào thế. Và đây thì em có thêm một chiếc xe 7 chỗ ngồi nữa đây. À 5 chỗ ngồi nhá, Kia Sportage. Em biết rồi, anh nói một câu là em hiểu rồi. Thế thôi, mất hết giọng. Ở đây em có một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao Kia Sportage đời 2010 đây. Và em đang chào bán chiếc xe Kia Sportage full công nghệ này với giá là 435 triệu. Đời 2010, số tự động full option là Y10 sedan em có, chứ để lại số điện thoại cho em ạ. Có nhớ ga tự động Blue Control này, khóa cầu V-Side, hỗ trợ trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, cửa sổ trời full HD luôn. 435 triệu có cho em một chiếc xe Kia Sportage đây. 5 chỗ ngồi gầm cao SUV, em có Tucson này, Kia Sportage này, Eco Sport này, rất là nhiều dòng xe gầm cao. Để lại số điện thoại cho em nhé, mất tiếng. Để lại số điện thoại cho em được không các bác ơi? Anh Nguyễn Thiệp ơi, để lại số điện thoại cho em được không ạ? Rất là nhiều mẫu xe đang được chào bán bên em. Và giá chỉ từ 42 triệu, à từ 58 triệu là các bác nhà mình có xe ô tô đi rồi. Vừa rồi thì em Lê Hương đã lên sóng và báo giá rất là nhiều mẫu xe này. Y10 thì em đang cho đi dọn thêm nội thất, Y10 màu trắng đang dọn thêm nội thất nhá. Bác nào quan tâm về Y10 thì để lại số điện thoại để em Lê Hương hỗ trợ và tư vấn được không ạ? Em chào anh Nguyễn Xuân Quyết, chào bác Nguyễn Mạnh Hùng, chào bác Quân Tử Trung Tình, chào anh Giai Quân Tử Trung Tình nhé. Chào bác Trần Hải Đăng ạ, chào anh Nguyễn Phương Đông. Rất là nhiều khách hàng đang quan tâm về mẫu xe nào bên em thì có thể kết nối trực tiếp qua Zalo 0354602790 để em Hương hỗ trợ và tư vấn cho các bác nhà mình ạ. Rất là nhiều mẫu xe luôn. Bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể cho em Hương xin những lượt đăng ký kênh này, những lượt like, những lượt tim và những lượt chia sẻ được không ạ? Thật sự là em cũng muốn live stream thêm cùng với mọi người thêm một lúc nữa để có thể giới thiệu thêm được rất là nhiều mẫu xe. Nhưng mà khàn hết cả tiếng rồi, 500 khách hàng và ủng hộ em Hương đâm em khàn hết tiếng rồi. Ngày mai vào 11:30 ngày mai, em Hương sẽ lại lên sóng và báo giá rất là nhiều những dòng xe 150 cho đến 165 đầu xe các bác nhé. Ngày hôm nay rất là hoan hỉ khi mà rất là nhiều mẫu xe full tiền cũng như được các bác trên toàn miền Tổ quốc này. Cọc về Huế này, cọc về Hà Nam này, cọc về Đắk Lắk này và cọc về Bình Dương. 4 mẫu xe ngày hôm nay đi 8 hướng, à, đi 4 hướng, 4 tỉnh thành vào 3 miền khác nhau. Nên là bác nào có ở xa mà có sợ là không ra lấy xe được thì qua video chi tiết hình ảnh của em này, qua cam kết và qua sự tin tưởng, em có thể hỗ trợ vận chuyển cho mình tại khu vực mà mình đang sinh sống được không ạ? Chào anh Dương Văn Kết, chào anh Lê Thành Trung, chào bác Thái Nguyễn và bạn anh Trịnh Văn Hoàng nhé. Còn bây giờ em Hương xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp vào đây. Bác nào mà mới xem buổi báo giá lần đầu tiên của em Lê Hương thì em xin tự giới thiệu, em là Lê Hương Ô tô Hải Dương, chuyên mua bán trao đổi những dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Địa chỉ bên khu vực miền Bắc của em nè. Đây là Chevrolet Aveo anh ạ, giá chỉ hơn 200 thôi. Hơn 200 triệu nhá. Anh Quân Tử Trung Tình ơi, để lại số điện thoại cho em nhá. Aveo giá chỉ trên 200 thôi anh ạ. Địa chỉ bên em là 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Bác nào quan tâm mẫu xe nào thì cứ để lại số điện thoại, em sẽ tư vấn hỗ trợ. Và hẹn các bác nhà mình là ngày mai 11:30 ngày mai em sẽ lên sóng báo giá trực tiếp nhé. Bây giờ em xuống live, em sẽ kết bạn Zalo với tất cả những số điện thoại các bác để ở đây rồi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào ngày mai. Chiều nay thì em sẽ lên nhiều video. Bác nào quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em 0354602790 ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.